Alice in Borderland là bản live action từ bộ manga cùng tên, lấy đề tài trò chơi sinh tồn được ra mắt vào năm 2015. Tác phẩm đã được công chiếu trên nền tảng Netflix vào cuối năm 2020 và nhanh chóng được bật đèn xanh cho mùa 2. Mới đây, những tấm ảnh hậu trường được lan truyền trên mạng đã xác nhận Alice in Borderland mùa 2 chính thức được bấm máy và được kỳ vọng sẽ ra mắt vào cuối năm 2021. Và trong video lần này, hãy cùng chúng mình bước vào thế giới của Alice in Borderland và khám phá xem điều gì đã xảy ra trong bộ phim này nhé. Và trước khi bắt đầu, mình sẽ đặt cảnh báo spoiler ở đây vì video sẽ tiết lộ toàn bộ nội dung của mùa 1 cũng như những dự đoán của chúng mình trong mùa 2. Giờ thì, let's go! Alice in Borderland bắt đầu với nhân vật chính là Arisu, một chàng thanh niên với cuộc sống nhàm chán. Mặc dù là một người có đầu óc, nhưng Arisu lại không thích đi làm mà chỉ ăn bám gia đình, chết dí ở trong phòng cày game cả ngày. Vì xảy ra mâu thuẫn với bố và em trai mà Arisu bèn bỏ nhà ra đi, tiện thể hẹn gặp hai đứa bạn thân là Karube và Chota. Vì đều đang vật lộn với những khó khăn khác nhau trong cuộc sống của riêng mình nên cả ba đành bày trò quậy phá giữa phố để giải khuây, nhưng sau đó lại bị cảnh sát đuổi bắt bạt mạng và phải tạm thời trốn vào trong nhà vệ sinh công cộng. Bất chợt, điện bị cắt và mọi thứ trở nên yên ắng. Arisu, Karube cùng với Chota rón rén bước ra thì phát hiện nơi đây hoàn toàn vắng lặng. Họ tức tốc chạy đi khắp Tokyo và nhận ra rằng mọi người đã biến mất không một dấu vết. Cứ như thể họ là những người duy nhất còn sót lại ở đây vậy. Giữa lúc đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra và đang có ý định tận hưởng cuộc sống một thân một mình như hiện tại, thì tòa nhà trước mặt cả ba bật sáng và thông báo về trò chơi bí ẩn. Theo hướng dẫn, họ tìm đến một tòa nhà được giới thiệu là đấu trường và bước vào mà không hề do dự. Tại đây, mỗi người được cung cấp một chiếc điện thoại nhận dạng khuôn mặt để xác nhận tham gia. Sau đó, họ làm quen với hai nhân vật mới là cô nàng Shibuki và một nữ sinh trung học. Shibuki thể hiện mình là một người đã có kinh nghiệm. Cô tiết lộ tất cả bọn họ một khi đã bước vào khu vực chơi thì sẽ không có đường lui. Năm người đi lên thang máy và bước vào một căn phòng có hai cánh cửa sinh và tử. Trò chơi đầu tiên này có độ khó là 3 tép với nhiệm vụ là trong thời gian 2 phút phải lựa chọn đúng cánh cửa để thoát khỏi tòa nhà. Hoang mang không biết nên chọn cánh cửa nào, Shibuki đã xúi Arisu chọn bừa cửa sinh nhưng anh tỏ ra hoài nghi. Khi thời gian sắp hết, căn phòng bất ngờ ngập tràn trong khói và chuẩn bị thiêu sống cả bọn. Cô nữ sinh vì quá hoảng sợ mà đã nghe theo lời xúi dại của Shibuki chọn cửa sinh và nhận về kết cục bi thảm. Chứng kiến điều đó, Arisu, Karube và Chota vô cùng bàng hoàng, còn Shibuki vẫn điềm nhiên mở cánh cửa tử để bước sang phòng tiếp theo. Lúc này, Shibuki cho rằng đây chính xác là trò chơi lựa chọn kẻ sẽ thí mạng để cứu sống những người còn lại. Arisu không tin nên quyết định thử mở một cánh cửa, nhưng vì quá sợ hãi mà anh đã do dự, buộc Karube phải nhận trọng trách này. May mắn thay, Karube đã chọn đúng cánh cửa và giúp cả bọn vượt qua căn phòng thứ hai an toàn. Ở phòng thứ ba, Karube ép Shibuki phải mở cánh cửa tiếp theo, nhưng cô van xin anh đừng làm như vậy. Không còn cách nào khác, Karube đành quay sang nhờ Arisu tìm cách giải, nhưng anh chàng cũng chẳng thể tỉnh táo và phải nhận về một cú đấm từ bạn thân. Ai ngờ cú đấm ấy lại giúp Arisu đả thông não bộ. Sau vài giây suy ngẫm thì anh đã chọn đúng cánh cửa an toàn. Hóa ra thì đây không phải là trò may rủi như Shibuki vẫn lầm tưởng. Arisu đã tính toán được quy luật của trò chơi này và giúp cả bọn an toàn vượt qua các căn phòng tiếp theo. Thế nhưng đến cửa ải cuối cùng, vì bỏ sót một chi tiết rất nhỏ từ căn phòng đầu tiên mà anh suýt chút nữa phạm sai lầm. Dẫu vậy, Arisu vẫn nhanh chóng tìm ra lời giải và trốn thoát an toàn. Nhưng đáng tiếc là Chota lại không chạy kịp và bị bỏng nặng ở chân. Kết thúc trò chơi tử thần đầu tiên, bốn người nhận được lá bài 3 tép như phần thưởng chiến thắng, đồng thời được cộng thêm 3 ngày cho visa. Cùng lúc đó, từ trên trời xuất hiện rất nhiều tia laser chiếu xuống mặt đất, báo hiệu rằng có rất nhiều người không thể hoàn thành trò chơi hoặc hết hạn visa và phải bỏ mạng. Sang đến tập 2, Arisu và Karube buộc phải tham gia trò chơi để Chota có thêm thời gian hồi phục và tìm kiếm bác sĩ chữa trị vết thương cho cậu bạn. Trò chơi lần này liên quan đến thể lực và có độ khó 5 bích. Người chơi vừa phải thoát khỏi sự truy lùng của tên sát nhân đeo mặt nạ, vừa phải tìm kiếm trận địa để phá đảo trước khi hết thời gian và thua cuộc. Tại đây thì Arisu lần đầu tiên gặp gỡ Usagi, một vận động viên leo núi, Chishiya, một anh chàng cực kỳ thông minh, và Agni, một gã đàn ông lực lưỡng có vẻ ngoài bặm trợn. Cùng nhau phối hợp, họ đã giành chiến thắng, còn kẻ sát nhân thì phải bỏ mạng. Chishiya tìm được trong túi của kẻ sát nhân một hình vẽ bí ẩn, còn Karube thông qua bộ đàm của một người chơi khác đã biết đến sự tồn tại của bãi biển, nơi được coi là địa điểm an toàn.
Sau khi hoàn thành trò chơi, Arisu và Karube trở về nơi trú ẩn cùng Chota và Shibuki. Họ lên kế hoạch đến bãi biển để tìm câu trả lời, nhưng trước đó Chota và Shibuki cần phải tham gia một trò chơi khác để gia hạn visa. Trò chơi thứ ba diễn ra tại vườn bách thảo với độ khó 7 cơ. Đây là loại trò chơi tàn độc nhất vì nó đùa cợt với tâm lý của người chơi, khiến họ phản bội lẫn nhau. Trong 4 người sẽ có 1 người làm sói, còn 3 người làm cừu. Ai làm sói đến giây cuối cùng sẽ sống sót, đồng nghĩa những người còn lại sẽ bỏ mạng. Thoạt đầu Karube và Shibuki còn đấu đá với Arisu để tranh giành được sống. Nhưng cuối cùng, tất cả quyết định trao cơ hội cho Arisu và anh đã phải chứng kiến những người bạn của mình hy sinh ngay trước mắt. Điều ấy khiến cho Arisu vô cùng đau khổ và mất hết ý chí sống. Anh vạ vật dầm mưa dãi nắng ngoài đường như một kẻ vô hồn cho đến khi được Usagi bắt gặp. Cô đã đưa Arisu về chăm sóc, đồng thời chia sẻ về những mất mát trong cuộc đời nhằm giúp Arisu vực dậy tinh thần. Sau đó, cả hai cùng tham gia một trò chơi để gia hạn visa, còn Arisu đã tìm lại ý chí chiến đấu. Từ đây, anh nung nấu ý định trả thù những kẻ đứng sau trò chơi này, nhưng trước hết cần phải tìm ra sự thật về bãi biển. Trong những ngày tiếp theo, Arisu và Usagi không ngừng thăm dò về bãi biển. Họ phát hiện ra một nhóm người thường đi theo đội và đều có đeo chìa khóa ở cổ tay. Nghi ngờ họ đến từ một tổ chức lớn, Arisu và Usagi liền bám theo và được dẫn đến một khu resort rộng lớn, tập hợp hàng trăm người, đầy đủ tiện nghi và có tên là bãi biển. Nhưng chưa kịp tìm hiểu thì cả hai đã bị phát hiện. Tại đây, Arisu được diện kiến thợ mũ, thủ lĩnh của bãi biển cùng những cấp dưới trong hàng ngũ lãnh đạo của ông ta, bao gồm cả Agni và Chishiya, hai người từng xuất hiện trong trò đuổi bắt ở tập 2. Thợ mũ tiết lộ, mục đích thực sự của thế giới này là phải thu thập đủ bộ 52 lá bài tây thì mới có thể trở về với cuộc sống cũ. Do đó, tất cả mọi người ở đây đều phải cống nạp những lá bài chiến thắng được. Ai âm mưu phản bội sẽ bị tiêu diệt. Ở bãi biển, ngoài bộ máy điều hành do thợ mũ đứng đầu, còn có một nhóm binh đoàn do Agni quản lý gồm toàn những kẻ máu mặt. Qua lời kể của các nhân vật, khán giả được biết giữa hai phe thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và tranh giành quyền lực. Vì có trong tay lá bảy cơ là một trong những lá bài còn thiếu, Arisu được xem xét để trở thành thành viên của ban lãnh đạo. Anh được an dẫn tới một trò chơi hệ rô để kiểm tra trình độ. Arisu tiếp tục cho thấy khả năng tư duy xuất sắc của mình và phá đảo trò chơi trong gang tấc, đồng thời chiếm được sự ưu ái của thủ lĩnh. Thế nhưng ngay lúc đó một biến cố lớn đã xảy ra, thợ mũ sau khi tham gia trò chơi đã chết một cách đầy bí ẩn. Binh đoàn nhân cơ hội này đã đứng lên chiếm quyền lãnh đạo, ép mọi người phải bầu cho Agni làm thủ lĩnh mới. Song song với đó, Arisu và Usagi vẫn đang thu thập thông tin để tìm cơ hội trốn thoát. Họ nhận được lời mời hợp tác của Chishiya vì anh đang lên kế hoạch cuộm tất cả các lá bài rồi cao chạy xa bay trước khi mọi chuyện trở nên rối loạn. Nhưng Arisu đã quá ngây thơ mà không nhận ra rằng mình chỉ là con tốt thí của Chishiya. Arisu bị trừng phạt vì tội phản bội, còn Chishiya vẫn thành công đánh cắp những lá bài. Ngay khoảnh khắc Chishiya chuẩn bị rời khỏi bãi biển thì anh nhận ra nơi đây đã trở thành một đấu trường với độ khó 10 cơ và tất cả mọi người đều phải tham dự. Trò chơi có tên là săn phù thủy với nhiệm vụ là phải tìm ra ai đã sát hại một cô gái và ném kẻ đó vào đống lửa. Đúng với bản chất của một trò chơi hệ cơ, những người tại bãi biển bắt đầu quay sang nghi ngờ và tàn sát lẫn nhau. Agni ra lệnh cho binh đoàn giết nhầm còn hơn bỏ sót và biến nơi đây trở thành một địa ngục trần gian. Trong lúc hỗn loạn, Usagi đã chạy đi tìm Arisu đang bị giam giữ trong khách sạn và nhờ anh tìm ra lời giải. Arisu sau khi nắm bắt được tình hình, vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng biết được câu trả lời. Anh đang định công bố danh tính phù thủy thì bị Agni ngăn lại. Chính vì vậy, mọi người bắt đầu nghi ngờ Agni là phù thủy và anh cũng thừa nhận điều đó. Nhưng Arisu khăng khăng, Agni chỉ đang nói dối vì anh đang cảm thấy hối hận. Bởi trước đó, Agni đã lỡ tay sát hại thợ mũ. Cả hai vốn không hề có hiềm khích, mà ngược lại còn vô cùng thân thiết. Nhưng thợ mũ ngày càng mất kiểm soát, bị lòng tham che mờ mắt và buộc Agni phải ra tay. Sau đó, Arisu tiết lộ rằng Momoka, nạn nhân ngay từ lúc đầu, chính là phù thủy và đã tự sát. Điều này cũng được An xác nhận khi cô tìm thấy dấu vân tay ngược trên hung khí, cho thấy người cầm dao chính là nạn nhân. Trong lúc mọi người chuẩn bị khiêng xác Momoka ném vào lửa, thì Nigari xuất hiện điên cuồng tàn sát. Hắn suýt chút nữa đã giết chết Arisu và Usagi nếu không có Agni xuất hiện giải cứu và cảm tử đẩy hắn vào đám cháy. Kết thúc trò chơi, Arisu còn khám phá ra một phần về những kẻ đứng sau trò chơi đẫm máu này. Anh cùng Usagi tìm đến một căn hầm và bắt gặp một hệ thống máy móc quản lý cùng với rất nhiều xác chết tại đó. Họ đều là những quản trò và đã bị tiêu diệt khi sự thật bị phơi bày.
Không chỉ Arisu mà Chishiya và Kuina cũng lần theo dấu vết đến được đây nhờ tấm bản đồ tìm thấy ở tập 2. Những tưởng mọi thứ đã kết thúc thì trên màn hình lớn bất ngờ xuất hiện hình ảnh của Mira, một thành viên thuộc ban điều hành của bãi biển. Ả ta tiết lộ mình chính là người đứng đầu thế giới này và những người chơi chuẩn bị bước sang màn 2 với những lá bài hình. Cuộc chiến từ đây sẽ ngày càng trở nên khốc liệt và khó khăn bởi đối thủ của họ đều là những kẻ cực kỳ nguy hiểm. Dựa vào những diễn biến của mùa 1 và bộ manga gốc, Way to Weird Movie chúng mình đã có một vài giả thuyết về những gì sẽ diễn ra trong phần phim này. Cùng với đó là giải thích về bản chất của thế giới Borderlands mà các nhân vật đang tồn tại. Nếu các bạn muốn tìm hiểu và không quan tâm đến spoiler thì hãy tiếp tục video thôi nhé. Đầu tiên là những trò chơi. Phần lớn những gì diễn ra trong 8 tập của mùa 1 đều bám sát với nguyên tắc nên nhiều khả năng mùa 2 cũng sẽ sử dụng những trò chơi tương tự manga. Tại đây, ngoài mối thâm thù với Mira, Arisu còn phải tham gia một trò chơi đồng đội hệ Tep và đối đầu với K-Tep. Đây đều là những sự kiện có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình phát triển tâm lý và hoàn thiện của nhân vật này, nên có lẽ chúng sẽ không có gì thay đổi. Tuy nhiên, vì Alice in Borderlands vốn luôn đề cao tinh thần đồng đội, nên một mình Arisu không thể hoàn thành tất cả lá bài hình. Trong manga, Arisu chỉ giành chiến thắng 2 trên 12 thử thách bài hình và ngần ấy không thể đủ lấp đầy thời lượng 8 tập phim. Rất có thể mùa 2 của Alice in Borderlands sẽ mở rộng tuyến truyện, khai thác thêm trận chiến của các nhân vật khác như Chishiya, Kuina hay An, những người chưa có nhiều cơ hội để thể hiện bản thân. Dẫu vậy, 12 trò bài hình là quá nhiều để Netflix có thể nhét tất cả vào trong mùa 2. Nhà sản xuất có thể lựa chọn bỏ qua một vài trò chơi như trong manga, nhưng như vậy sẽ rất lãng phí tiềm năng để hấp dẫn của những thử thách. Thay vào đó, chúng mình nghĩ nhà sản xuất có thể chia nhỏ thành nhiều mùa để tiếp tục giữ sức nóng cho thương hiệu Alice in Borderlands. Chiến thuật này cũng rất hợp lý khi mới đây, tác giả truyện đã cho ra mắt phần 2 với việc Arisu một lần nữa bị đưa đến Borderlands. Đây sẽ là nguồn tài nguyên tốt để tiếp tục triển khai các phần hậu truyện nếu như thương hiệu này thành công. Thứ hai, khán giả cũng sẽ rất tò mò về số phận của Aguni sau khi anh cảm tử để ngăn chặn Nigari. Nhưng theo mình, Aguni sẽ chưa thể hy sinh dễ dàng như vậy bởi trong truyện anh đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc hạ bệ Kabik, kẻ nguy hiểm nhất trong thế giới Borderlands. Kabik hay Karo là 2 trong 4 những kẻ đứng đầu thế giới này, nhưng cuộc chiến với họ lại không phải của nhân vật chính. Điều đó càng khiến mình tin rằng mùa 2 của phim sẽ phân tán đất diễn cho những người khác thay vì chỉ tập trung vào Arisu như mùa 1. Tiếp theo là danh tính những kẻ đứng đầu. Ngoài Mira xuất hiện cuối mùa 1 với tư cách là bà Hoàng hệ cơ thì 3 gương mặt còn lại vẫn còn là một ẩn số. Tuy nhiên, ông Hoàng của những trò chơi trí tuệ hệ Rô cũng đã xuất hiện nhưng chưa được tiết lộ cho khán giả. Theo như trong truyện, hắn chính là thành viên của ban điều hành bãi biển và từng giả vờ bị đau chân để tham gia vào trò chơi trên chiếc xe buýt giống như trong tập 4. Khi lên phim, đây là 2 nhân vật hoàn toàn khác nhau, nhưng giả thuyết của mình vẫn thiên về kẻ xuất hiện tại bãi biển vì tạo hình rất giống với manga. Cuối cùng, với câu hỏi lớn nhất mà khán giả nào khi xem phim cũng phải đưa ra, đó là rốt cuộc thế giới trong Alice in Borderlands là gì và tại sao các nhân vật lại xuất hiện ở đây? Với những ai đã đọc manga thì sẽ dễ dàng có được câu trả lời. Thế giới ấy là một vùng đất hư cấu nằm giữa sự sống và cái chết, chính vì thế mà nó được gọi là Borderlands hay vùng biên giới. Những người ở đây đều đang trải qua quá trình giành giật sự sống ở thế giới thực khi tim họ ngừng đập và cận kề cái chết. Borderlands tồn tại như một phép thử về ý chí sinh tồn của con người và giúp họ thêm trân trọng cuộc sống. Đó là lý do tại sao thời gian mỗi người ở Borderlands là không giống nhau. Có người đến trước, có người đến sau. Ở cuối manga đã tiết lộ Arisu được đưa đến Borderlands sau một vụ rơi thiên thạch khiến anh cùng nhiều người bị thương vong. Vậy nên trong bản live action, có lẽ khán giả phải chờ đến khi các nhân vật chiến thắng tất cả các trò chơi và trở về thế giới thực mới biết được nguyên nhân. Và đó là tất cả diễn biến trong mùa 1 của Alice in Borderlands cũng như những mong đợi của chúng mình vào mùa 2. Nếu các bạn có giả thuyết nào về phim thì hãy chia sẻ trong phần bình luận ở phần phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này và đừng quên subscribe cho kênh Way to Weird Movie để không bỏ lỡ clip nào mà chúng mình ra trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Way to Weird out.